ơn các bạn đã tới với phần 3 của bài 24 trong chương trình 4 Skill English. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là I'm having a great time. Trong phần 3 này, mình sẽ tổng hợp về kiến thức ngữ pháp được sử dụng ở trong bài để các bạn có thể nắm được rõ và sử dụng đúng về mặt ngữ pháp. Đồng thời, vào cuối của phần 3, chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình để tập nói theo 3 lần đoạn bức thư mà bạn Vi viết cho bạn Nick. Sau phần này, các bạn sẽ có thể tự tin nắm chắc được cấu trúc của bức thư cũng như đồng thời có thể nói ra thành phản xạ. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần ngữ pháp trước nhé! Bài 24 của chúng ta là bức thư mà bạn Vi viết cho bạn Nick kể về nơi mà bạn ấy đang sống. Và chính vì được dùng để kể và mô tả, nên phần lớn thì được sử dụng trong bài là thì hiện tại đơn. Và trong bài, khi kể và mô tả, thì bạn ấy so sánh liên tục nơi của mình đang ở với Hà Nội. Vậy nên ở trong bài dùng rất nhiều dạng so sánh hơn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về dạng so sánh hơn ở thì hiện tại đơn trong tiếng Anh nhé. Và bây giờ, mình sẽ lấy một số ví dụ về dạng so sánh hơn được sử dụng ở trong bài để giúp các bạn học về dạng so sánh hơn dễ dàng nhé. Đầu tiên là về tính từ được sử dụng ở so sánh hơn. So sánh hơn ý là nói hơn cái gì đó. Ví dụ nóng hơn thì mình dùng tính từ hot chuyển thành hotter, thêm đuôi ở đằng sau. Tuy nhiên ở từ này được gấp đôi âm t ở cuối, các bạn chú ý cách viết ạ. Mình nói lại, nóng là hot, chuyển thành nóng hơn là hotter, thêm đuôi ở đằng sau với tính từ ngắn. Trong bài còn sử dụng tính từ khô là dry. Again, dry. Chuyển sang khô hơn sẽ là drier. Từ dry có âm y dài ở cuối, nên khi thêm đuôi ở, các bạn biến y dài thành y ngắn rồi thêm đuôi ở. Mình cùng nói lại, khô là dry, khô hơn là drier. Các bạn chú ý, mình cứ nhìn lên màn hình tập nói theo ạ, dần dần các bạn sẽ nói được thành phản xạ. Một tính từ nữa được sử dụng trong bài, tính từ nhỏ là small. Again, small. Và biến thành nhỏ hơn là smaller. Again, smaller. Tiếp theo, còn tính từ cũ hoặc già trong tiếng Anh là old. Again, old. Biến thành dạng so sánh hơn, cũ hơn, già hơn là older. Again, older. Ngoài ra, trong bài còn dùng một tính từ nữa, tính từ rẻ, mua cái gì đấy phải trả ít tiền, rẻ, trong tiếng Anh là cheap. Again, cheap. Và biến thành rẻ hơn, mất ít tiền hơn là cheaper. Thêm đuôi ở phía đằng sau. Say it again, cheaper. Và ngoài ra, trong bài còn dùng tính từ dài, một tính từ dài, tính từ ngon là delicious. Again, delicious. Với tính từ dài khi so sánh hơn, mình bảo ngon hơn thì mình không thêm đuôi ở đằng sau, mà mình sẽ thêm từ more ở phía đằng trước. Ngon hơn là more delicious. Again, more delicious. Break it. Bây giờ mình sẽ ghép các tính từ các bạn vừa học vào trong các ví dụ đã có ở trong bài để các bạn có thể hình dung về cấu trúc của dạng so sánh hơn trong tiếng Anh nhé. Khi mà kể cho bạn Nick nghe về thời tiết ở đây thì bạn Vi đã nói rằng the weather is hotter and drier than that in Hanoi. Thời tiết ở đây thì nóng hơn và khô hơn thời tiết ở Hà Nội. Mình cùng nói lại. The weather is hotter and drier than that in Hanoi. Tính từ hot và dry được chuyển về dạng so sánh hơn thành hotter and drier. Và khô hơn, hơn thì mình thêm dùng thêm từ than. So sánh với cái gì? Than that. Và từ that ở đây là viết tắt của the weather in Hà Nội, thời tiết ở Hà Nội. Mình cùng nói lại cả câu so sánh là the weather is hotter and drier than that in Hà Nội. Các bạn hãy nhớ, tính từ nếu là tính từ ngắn sẽ thêm đuôi er, và chỉ là nóng hơn hay khô hơn cái gì thì nhớ thêm từ than cộng với cái mình muốn so sánh với nhé. Hay trong bài có sử dụng từ small ở dạng so sánh smaller trong câu the houses are smaller. Nhà ở đây thì nhỏ hơn. Câu đầy đủ của nó sẽ là
The houses are smaller than the houses in Hà Nội. Nhà ở đây thì nhỏ hơn những ngôi nhà ở Hà Nội. Nhưng trong bài đã rút ngắn hơn rồi. Mình sẽ phân tích với các bạn câu đầy đủ để các bạn hình dung ra rõ hơn nhé. The houses are smaller than the houses in Hà Nội. Small, chuyển thành smaller. Và so sánh với cái gì? Các bạn nhớ thêm từ than. Than the houses in Hà Nội. Mình cùng nói lại cả câu là The houses are smaller than the houses in Hà Nội. Right? Yeah? Hay là khi nói về thức ăn, bạn ấy có nói là hải sản ở đây thì rẻ hơn hải sản ở Hà Nội. Thì bạn ấy nói là The seafood here is cheaper than the seafood in Hà Nội. Say it again. The seafood here is cheaper than the seafood in Hà Nội. Tính từ ở đây là tính từ rẻ, cheap, được chuyển thành rẻ hơn, cheaper. Và rẻ hơn cái gì thì nhớ thêm từ than. Rẻ hơn hải sản ở Hà Nội, bạn ấy dùng là cheaper than the seafood in Hà Nội. Các bạn hãy nhớ câu ví dụ để mình có thể hiểu về cách dùng. Say it again. The seafood here is cheaper than the seafood in Hà Nội. Một bí quyết để giúp các bạn học ngữ pháp hiệu quả đó là như bản thân mình thì mình thông thường mình sẽ nhớ các câu ví dụ liên quan tới chủ điểm ngữ pháp. Và giống như thì vừa rồi là chúng ta dùng ở dạng so sánh hơn. Các bạn chỉ cần nhớ một vài ví dụ là mình tin các bạn có thể biết cách dùng chính xác của thì này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thêm cho các bạn một ví dụ với tính từ dài trong tiếng Anh. Các bạn hãy nhớ và học thuộc tính từ này nhé. Tính từ ngon là delicious. Again, delicious. Khi muốn ngon nói ngon hơn với tính từ dài, chúng ta sẽ không thêm đuôi er mà thêm từ more. Ngon hơn là more delicious. Ngon hơn cái gì so sánh với cái gì lại dùng thêm từ than ở đằng sau. Ví dụ trong bài dùng là hải sản ở đây thì ngon hơn hải sản ở Hà Nội. Chúng ta sẽ nói là The seafood here is more delicious than the seafood in Hà Nội. Say it again. The seafood here is more delicious than the seafood in Hà Nội. More delicious than. Ngon hơn cái gì ạ? So sánh hai cái với nhau. Chúng ta cùng nói lại ví dụ một lần nữa cho các bạn luyện thành phản xạ nhé. The seafood here is more delicious than the seafood in Hà Nội. Break it. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn về cách dùng của dạng so sánh hơn trong tiếng Anh. Bây giờ để giúp các bạn ôn luyện lại về dạng so sánh hơn này, đồng thời giúp luyện và tăng khả năng nói của các bạn, thì chúng ta cùng tới với phần tiếp theo của phần 3, là phần các bạn sẽ nhìn lên màn hình tập nói theo đoạn bức thư mà bạn Vi viết cho bạn Nick. Và hãy nói to nhất có thể, bật toàn bộ âm để nói cho thành phản xạ. Đặc biệt, các bạn hãy nghe theo giọng người nước ngoài để mình bắt chước cho ngữ điệu trở nên tự nhiên và trôi chảy hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lần nói theo đầu tiên. Dear Nick, how are you? Hanoi is beautiful, but it is too busy and polluted for me. I'm at Gua Lao Beach now. I'm having a great time. The weather is hotter and drier than that in Hanoi. The houses are smaller and the buildings are older than the buildings in Hanoi. The streets are wider with less traffic. I love the food here. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Hanoi. Well, outside the sun is shining, so I'm off to get some fresh air. See you soon. Love, V. Dear Nick, how are you? Hanoi is beautiful, but it is too busy and polluted for me. I'm at Gua Lao Beach now. I'm having a great time. The weather is hotter and drier than that in Hanoi. The houses are smaller and the buildings are older than the buildings in Hanoi. The streets are wider with less traffic. I love the food here. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Hanoi. Well,
outside the sun is shining, so I'm off to get some fresh air. See you soon. Love, V. Dear Nick, how are you? Hanoi is beautiful, but it is too busy and polluted for me. I'm at Gua Lao Beach now. I'm having a great time. The weather is hotter and drier than that in Hanoi. The houses are smaller and the buildings are older than the buildings in Hanoi. The streets are wider with less traffic. I love the food here. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Hanoi. Well, outside the sun is shining, so I'm off to get some fresh air. See you soon. Love, V. Vừa rồi các bạn đã được luyện nói theo đoạn bức thư của chúng ta 3 lần. Mình tin chắc phản xạ nói của các bạn đã trở nên tự nhiên và trôi chảy hơn rất nhiều rồi. Và bây giờ để giúp cho việc học tiếng Anh của chúng ta được hiệu quả hơn thì dựa vào toàn bộ kiến thức từ vựng, ngữ pháp cũng như cấu trúc mà các bạn đã được học, các bạn hãy thiết lập một bức thư viết cho người bạn của mình, kể về nơi mình đang sống và so sánh nơi mình đang sống với một nơi nào đó khác, dùng dạng so sánh hơn đã được học ở trong bài nhé. Và sau khi viết xong bức thư của mình, các bạn có thể quay một đoạn video nói lại, kể lại bức thư đó để cho mọi người được nghe cách viết tiếng Anh của các bạn. Đồng thời, hãy mang bức thư này tới lớp để các thầy cô có thể chữa bài. Và thêm một điều nữa, nếu các bạn muốn tiếp tục nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, hãy nhớ đón xem những bài tiếp theo trong chương trình 4 Skill English của chúng ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye! See you next time! On TV.